có một cái làng hơi rất là phong phú và một trong những người thể hiện rất là sôi nổi và sinh động. Phong cách ca hơi dài, kính thưa quý vị, chúng ta chào đón nam nghệ sĩ dân ca Châu Thanh. Thank you.
và xin cho Thanh xin trân trọng cảm ơn ba người em đó là nhạc sĩ Thanh Liên, Rường Nga và Nhàn đã tạo duyên để cho Thanh được về tỉnh sáng lộc biển lộc biển để hướng dẫn lời ca tiếng hát trong ngày để mừng Phật đản sanh. Xin kính chúc cho chư tôn đức Thanh Liên được pháp thể kinh năng chúng sanh dị độ đạo hỏa viên thành. Và cũng xin trân trọng chúc mừng tất cả quý bà con Phật tử có mặt hôm nay cùng với gia đình luôn luôn an lạc trong ánh từ quang của đức từ phụ chúng ta đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn những lời chia sẻ và những lời chúc vừa rồi của nghệ sĩ Châu Thanh đã cùng gửi đến vào nhà quý vị vào ngày hôm nay. Cùng một lần nữa chúng ta cũng không quên dành tặng một tràng pháo tay với nghệ sĩ Châu Thanh, thưa quý vị. Chúng con xin cảm ơn đại chúng các nghệ sĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày rất là trọng đại, lễ vía năm mừng ngũ hành, và chúng con rất là vui và hạnh phúc hai vị vô cùng được ở đây phục vụ văn nghệ cho quý bà con cô bác. Lần đầu tiên cho phép Quỳnh Minh được gửi lời chào đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt. Theo như văn hóa của người Á Đông, kể từ khi khai thiên lập địa thì trời đất và vũ trụ được vận hành bởi năm yếu tố kim mộc thủy hỏa thổ. Có thể nói năm yếu tố này đã được sinh ra và theo quy luật tương sinh và tương khắc để kiến tạo vạn vật và giúp đỡ muôn loài được phát triển, là được xem là năm yếu tố cơ bản tự nhiên. Quy luật này đã được ứng dụng và phát triển rộng rãi trong rất nhiều trong các lĩnh vực trong đời sống xã hội, chẳng hạn như tiên học, ẩm thực, thiên văn. Và theo thời gian, thức ngũ hành được tín ngưỡng hóa mang tính chất tâm linh tại nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, chẳng hạn như tôn giáo thờ nữ thần, thờ mẫu tại Việt Nam. Nếu như là trong các miếu hay thờ các ngôi đền ở miền Bắc thường thờ các thánh mẫu, ông hoàng, bà chúa, còn lại các đền thờ của miền Nam, một nhóm năm vị nữ thần đã được tôn vinh và tôn sùng. Lâm Bà được triều đình nhà Nguyễn sắc phong Đức Thánh Nương, tướng phong Dịch Bảo Trưng Hưng Thượng Đẳng Thuần và được liệt vào tự điển lưu lại ngàn đời. Và đến với chương trình văn nghệ ngày hôm nay, chúng con xin được phục vụ cho tất cả quý vị rất là nhiều những ca khúc và các anh em nghệ sĩ đến từ rất nhiều nơi để được phục vụ và lan tỏa điều này đến cho quý bà con cô bác có mặt ở đây. Đầu tiên thì chúng con xin được trân trọng kính mời quý bà con cô bác lắng nghe một tiếng hát đến từ nam ca sĩ Triệu Luân.